Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 16 tháng 7, một vụ nổ lớn đã bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sức ép của vụ nổ đã khiến mặt đất rung chuyển, làm nứt vỡ tường nhà, vật dụng và làm 7 người bị thương. Theo thông tin chính thức từ Ủy ban nhân dân phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, vào khoảng 8 giờ 25 phút ngày 16 tháng 7 đã xảy ra một vụ nổ khí ga tại căn shop house nằm trong tòa nhà The City Life Căn nhà này đang được sửa chữa thành một nhà hàng và chuẩn bị đưa vào khai trương. Sức ép từ vụ nổ khiến toàn bộ hệ thống trần thạch cao tầng 1, tầng 2 của nhà hàng chuẩn bị khai trương bị phá tung, hư hỏng nặng. Nhiều thiết bị điện, hệ thống cửa kính bị vỡ nát, văng xa hàng chục mét. Các nhà bên cạnh bị hư hỏng nhẹ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Vĩnh Phúc đã điều hai xe cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ có thể do do gì khí ga. Trong số 7 người bị thương có 2 người nước ngoài đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, khí ga là một nguồn năng lượng quan trọng có thể trở thành một quả bom nếu không được sử dụng đúng cách và xử lý cẩn thận khi có sự cố. Chỉ cần một chút sơ hở, một chút bất cẩn, chúng ta có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước được. Và có rất nhiều sự cố đáng tiếc từ rò dỉ ga, nổ bình ga trên cả nước trong thời gian gần đây để lại hậu quả nặng nề cả về người và tài sản khiến chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận lại về nguyên tắc an toàn khi sử dụng ga. Còn liên quan đến việc hơn 700 khách du lịch bị kẹt lại trên đảo Nam Du do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, sáng nay đã điều động 4 chiếc tàu cao tốc đến từ cảng rạch giá ra đảo Nam Du và đưa toàn bộ du khách cán bộ đi công tác và người dân trở vào đất liền. Trước đó vào sáng 14 tháng 7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây mưa to gió lớn trên diện rộng, gió cấp 7 giật cấp 8, sóng cao từ 2 tới 3 m Cơ quan chức năng đã lệnh cho các tàu phà ra vào đảo Phú Quốc, tàu đánh cá của ngư dân phải ngừng hoạt động. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang cho biết suốt 3 ngày qua, các tuyến tàu phà từ Rạch Giá đi Phú Quốc, Nam Du và ngược lại phải tạm ngưng hoạt động vì thời tiết xấu. Để hỗ trợ du khách, nhiều nhà nghỉ khách sạn trên đảo chủ động giảm từ 30 tới 50% giá phòng cho du khách đang sống. Ngoài ra có nhà nghỉ còn cho khách sử dụng bếp và gạo miễn phí. Sở Du lịch Kiên Giang đã gửi văn bản đến các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường nhắc nhở và đảm bảo an toàn cho du khách. Các đơn vị có bãi tắm, hồ bơi phải bố trí đội ngũ nhân viên cứu hộ và cắm biển báo tại các vị trí nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Tới hôm nay 16 tháng 7, khi tình hình sóng gió đã giảm bớt, các tàu cao tốc đã hoạt động trở lại và đưa toàn bộ 700 du khách mắc kẹt về bờ an toàn. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết đã dựng lại hiện trường vụ va chạm giao thông giữa xe ben và xe rước dâu để xử lý vụ việc chú rể đuổi đánh tài xế xe ben ngay trên đường phố đông người. Vâng ạ, theo đó thì công an thành phố Buôn Ma Thuột thông tin, đơn vị hiện nay đang thụ lý điều tra vụ việc chú rể đánh tài xế xe ben xảy ra trên địa bàn phường Tân An. Sau khi lấy lời khai của chú rể, công an phường Tân An đã chuyển hồ sơ để công an thành phố điều tra làm rõ vụ việc theo thẩm quyền. Trước đó vào sáng 13 tháng 7, người dân cung cấp clip trên địa bàn phường tân an xảy ra vụ va chạm giữa xe ben chở vật liệu xây dựng và ô tô đang trên đường đi rước dâu qua va chạm chú rể rời khỏi ô tô rước dâu lao ra đường đuổi theo tài xế xe ben chú rể sau đó đã đấm đá vào vùng đầu tài xế xe ben khi tài xế xe ben vùng ra được và bỏ chạy chú rể cùng một số người khác vẫn đuổi theo một lúc sau người đi đường và một số người trong đoàn rước dâu đã can ngăn sự việc tìm cách hòa giải cho hai bên tài xế xe ben bị chú rể đuổi đánh 28 tuổi ở xã Eba, huyện Buôn Đôn. Hiện anh này đang ở bệnh viện điều trị chấn thương sau khi bị chú rể và một vài người trong đoàn rước dâu đuổi đánh. Cơ quan điều tra đã đến bệnh viện để lấy lời khai của nạn nhân. Hôm nay 16 tháng 7, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và một số các tỉnh lân cận đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng và 23 đồng phạm. Trong vụ án này, thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng có quyết định truy nã đối với bị can Đặng Thị Thanh Hằng, chủ tiệm vàng Phúc Hằng tại Hà Nội do bị can này đã bỏ trốn. Theo cáo trạng, lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, nên từ đầu năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ ở thành phố Hồ Chí Minh và bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng, chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng tại Tây Ninh móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu, cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Tràng Riệc, Tây Ninh, thiết lập tổ chức điều hành hai đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Tràng Riệc rồi bán lại cho khách hàng trong nước nhằm thu lợi bất chính. Cách thức tội phạm tội của Phụng là giấu vàng lậu trong ngăn bí mật trên xe máy ba gác có gắn thùng hàng dùng để chở nước đá do người Campuchia lái xe. Khi xe đi đến khu vực làm dấu tại cửa khẩu Tràng Riệc rồi thông báo cho giàu, Giàu sẽ chỉ đạo con trai là bị cáo Trần Thanh Thắng đi xe máy lên cửa khẩu để lại xe và xe ba gác về. Dự kiến phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng thỏi sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 7. Vâng thưa quý vị, theo điều tra, việc buôn lậu vàng thỏi trên cả đường dây của Phụng thu lợi bất chính hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, Phụng hưởng lợi trên 2,4 tỷ đồng. Nhóm của Dầu hưởng lợi 13,8 tỷ đồng và nhóm của Nguyễn Quý Trường hưởng lợi gần 1,5 tỷ đồng. Một thông tin đáng chú ý khác, Thời gian qua, tin giả, tin xấu độc xuất hiện tràn lan trên mạng. Ngoài ra, nhiều thông tin còn tạo hiệu ứng đám đông gây tiêu cực cho xã hội. Trước thực trạng này, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần phải có quy định tài khoản mạng xã hội đã được định danh, được bình luận nhằm chống tin giả, xấu độc. Vâng ạ, sở này cũng đang nghiên cứu thành lập bộ phận về xử lý tin giả của thành phố Hồ Chí Minh, đặt tại trung tâm báo chí thành phố để phối hợp với các bên giảm thiểu tin xấu và tin độc hại. Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, quy định về quản lý thông tin trên mạng xã hội chưa đảm bảo pháp lý, do đó sẽ kiến nghị thay đổi. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất theo hướng tài khoản trên mạng xã hội phải có định danh, sau khi định danh mới được bình luận. Các tài khoản xuyên biên giới cũng phải chấp hành pháp luật Việt Nam. Định danh tài khoản mạng xã hội là quá trình xác minh danh tính của người dùng trên nền tảng số. Chủ sở hữu tài khoản sẽ phải cung cấp thông tin của bản thân như là tên thật, số điện thoại, địa chỉ email hoặc giấy tờ tùy thân nhằm chứng minh danh tính của mình. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề xuất tài khoản cần xác thực với tên thật, số điện thoại mới được viết bài, bình luận và livestream trên mạng xã hội. Mạng xã hội gồm cả trong nước và xuyên biên giới, phải định danh người dùng và cung cấp thông tin định danh cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị cơ quan chức năng đình chỉ biểu diễn 9 tháng và phạt hành chính 27,5 triệu đồng vì đeo huy hiệu lạ biểu diễn trong chương trình Đàm Vĩnh Hưng Live Concert 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4 tháng 5 vừa qua. Theo quyết định xử phạt của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tên thật Huỳnh Minh Hưng vi phạm hành chính biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Ngoài tiền phạt hành chính 27,5 triệu đồng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị phạt bổ sung đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng theo quy định, thời hạn hiệu lực kể từ ngày ca sĩ nhận được quyết định. Trước đó ngày 12 tháng 6, hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh kết luận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sử dụng phục trang gắn phụ kiện không phù hợp để biểu diễn trước khán giả, dễ làm liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị, gây phản cảm và tạo nên dư luận xấu. Giải thích về trang phục, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết được Tuấn Trần thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ một bộ trang phục mà anh thích trên sản diễn thời trang quốc tế. Dùng các huy hiệu gắn trên áo như là vật phụ kiện mang tính trang trí để vẻ ngoài bắt mắt, ngoài ra không có bất kỳ dụng ý nào khác.